Hi, xin chào anh em, mình là Việt Anh của máy lọc chuyên dụng. Cảm ơn anh em đã luôn đồng hành cùng máy lọc chuyên dụng trong suốt thời gian vừa qua. Và hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến cho anh em một thiết bị đo đường của tường bê tông có mã là M1806. Đây là sản phẩm đã được kiểm định chất lượng QC. Ngay bây giờ cùng mình tìm hiểu chi tiết nhé. Sản phẩm này cực kỳ nhỏ gọn, chỉ nằm lọt trong lòng bàn tay như thế này đây. Toàn bộ của máy được làm bằng nhựa, sử dụng 4 pin LN44. Máy chỉ có duy nhất một nút ấn on set. Màn hình hiển thị đầy đủ số liệu như kết quả đo, đơn vị đo, chế độ đo, gỗ hay là tường, dung lượng pin còn lại và đèn nền giúp bạn quan sát tốt hơn. Còn đây là chân đo của máy, kết quả cho ra nhanh chóng, được làm bằng kim loại không gì xét. M1806 nhỏ gọn nhưng cực kỳ hữu ích. Đây là thiết bị đa năng, có thể đo được độ ẩm của tường, vữa, thạch cao hoặc là độ ẩm của gỗ, giấy, cho ra kết quả nhanh chóng và chính xác. Ngoài ra, sản phẩm này còn có thể đo được nhiệt độ nữa, rất hữu ích phải không anh em? Máy có tải đo rộng gỗ từ 2 đến 40%, tường bê tông từ 0,2 đến 2%, độ chính xác cao với sai số chênh lệch từ 0,1 đến 0,2 đối với tường và bê tông, 2 đến 4 đơn vị đối với phần liệu gỗ. Nhiệt độ hoạt động của máy từ 0 đến 40 độ C, điều kiện bảo quản từ -10 đến 50 độ C. Sau đây thì mình đang sẽ tiến hành hướng dẫn và test thử sản phẩm này để anh em xem nhé. Để mở máy, nhấn nút on set, nhấn và giữ nút on set khoảng 3 giây để vào chế độ thiết lập. Tiếp tục nhấn giữ cho đến khi nhảy chế độ đo mong muốn là thả ra. Có 4 chế độ để lựa chọn: chế độ đo gỗ, chế độ đo tường, bê tông, đo nhiệt độ theo độ C và đo nhiệt độ theo độ F. Với chế độ đo nhiệt độ, máy sẽ đo và hiển thị nhiệt độ của môi trường. Còn với chế độ đo độ ẩm, hãy cắm chân đo vào trong gỗ hoặc mặt tường bê tông, kết quả đo sẽ được hiển thị trên màn hình. Như vậy chỉ sau vài giây, kết quả đo độ ẩm tường bê tông đo được là 0,5%. Ngoài ra, máy còn có tính năng tự động tắt nguồn sau 15 giây khi không có tác động vào máy. Hiện nay, M1806 bán rất chạy, được nhiều đơn vị thi công sơn lựa chọn sử dụng trong công việc của họ. Với mức giá chưa đến 1 triệu đồng nhưng lại rất đa năng và có độ chính xác cao, máy đo độ ẩm bê tông tường thạch cao M1806 hiện đang có giá bán là 800.000 bảo hành 12 tháng. Nếu như anh em nào muốn mua sản phẩm này, chỉ cần nhấc máy gọi tới hotline 0904 810 817 hoặc truy cập vào website maylocchuyendung.com để mua hàng nhé. Còn bây giờ thì Ryan xin chào tạm biệt và hẹn lại anh em trong những video sau của Maylocchuyendung. Đừng quên để lại một like, share, đăng ký kênh để ủng hộ cho Ryan nhé.